Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh họp xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số nội dung quan trọng. Dự thảo nghị quyết quy định cụ thể khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không được phép chăn nuôi, về chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi cụ thể. Định mức hỗ trợ mất việc làm 1 triệu đồng một lao động một tháng, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động trực tiếp tại cơ sở chăn nuôi với kinh phí đào tạo 2 triệu đồng một người một khóa học. Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng một người một ngày và tiền đi lại 200.000 đồng một người một khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú 15 km trở lên. Định mức hỗ trợ chi phí tháo dỡ chuồng trại là 100.000 đồng một mét vuông đối với chuồng trại kiên cố và 50.000 đồng một mét vuông đối với loại hình chuồng trại còn lại. Định mức hỗ trợ vận chuyển đối với các loại gia súc gia cầm là 400.000 đồng một đơn vị vật nuôi. Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay theo hợp đồng vay vốn theo 2 năm đầu, 50% lãi suất vốn vay trong năm thứ 3. Mức vay tùy theo quy mô trang trại và không quá 2 tỷ đồng. Điều kiện để được hỗ trợ là các cơ sở chăn nuôi phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc chuyển nghề hoặc di rời đến địa điểm mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cơ sở chăn nuôi có quy mô ít nhất một đơn vị vật nuôi tương đương 500 kg khối lượng vật nuôi sống. Các cơ sở chăn nuôi di rời đến địa điểm mới thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên có quy mô trang trại và đáp ứng các quy định của pháp luật, có kê khai hoạt động chăn nuôi được Ủy ban Nhân dân cấp xã tại địa điểm mới xác nhận. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh việc chăn nuôi là rất cần thiết để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng chăn nuôi trong khu dân cư ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, đã và đang gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Việc quy hoạch và sớm đưa vào hoạt động các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, đồng thời với việc quy định cụ thể khu vực cấm tuyệt đối việc chăn nuôi, có chính sách cụ thể hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực cấm chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc chuyển nghề hoặc di rời đến khu vực chăn nuôi mới, sẽ góp phần quy hoạch lại vùng chăn nuôi, tạo điều kiện phát triển nền chăn nuôi hiện đại bền vững, bảo vệ môi trường sống cho khu dân cư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung thêm vào dự thảo nghị quyết này những quy định về hình thức xử lý và mức phạt đối với các hộ chăn nuôi theo quy mô nông hộ không đảm bảo quy định tại các khu dân cư ở khu vực nông thôn theo quy định tại luật chăn nuôi. Các hộ dân kiến nghị lên tỉnh rất nhiều vì các hộ dân hiện nay đang nuôi lợn rồi nuôi bò là mất vệ sinh nhà bên cạnh. Thế bây giờ những gia đình mà quy định là trong nội thị này, nội thành này thì đưa ra khỏi cái khu tập trung. Thế còn vùng nông thôn, vùng xã thì tiếp tục quản lý là những hộ gia đình chăn nuôi này, ở trong các khu dân cư tập trung này, ở các xã. Thì nếu mất vệ sinh thì phải chính quyền địa phương có biện pháp đình chỉ, không cho hoạt động. Thế là khi là chỉ có được hoạt động khi đủ điều kiện. Thế bây giờ căn cứ cái đó thì nếu như mà dân kiện với rất nhiều đơn thư thì chuyển đến địa phương đó thì huyện có trách nhiệm cho kiểm tra. Mà kiểm tra mà đúng mất vệ sinh là thì chỉ yêu cầu đình chỉ, phạt, mà cấm dừng luôn không hoạt động. Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhất trí với dự thảo quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức tỉnh Hưng Yên và dự thảo quyết định ban hành quy chế quản lý hồ sơ công chức viên chức và người lao động tỉnh Hưng Yên do Sở Nội vụ trình.